bạn quay trở lại với kênh Tô Mộc Khám Phá. Các bạn thân mến và mở đời, khi bản thân chúng ta không có cái gì thì sẽ khiến cho chúng ta luôn ao ước và chú ý. Đó cũng là lý do khiến cho cuộc sống của hội Rich Kids nói chung cũng như là tiểu thư nhà giàu nói riêng luôn được mọi người quan tâm. Từ việc họ là con của ai, học trường nào, đi xe gì và dùng đồ hiệu ra sao. Và ở Việt Nam chúng ta không thiếu các tiểu thư con nhà giàu khiến mọi người ngưỡng mộ, ghen tị. Bởi vì họ không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà vô cùng giàu có nữa. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với tôi một chúng mình đi soi trộm cuộc sống của dàn ái nữ Rich Kids, con đại gia Việt Nam nhé. Đệ nhất Rich Kids Tiền Nguyễn. Nhắc đến dàn Rich Kids đình đám trên cõi mạng, không thể nào ngó lơ ái nữ tỷ phú Tiền Nguyễn. Bởi lẽ không chỉ làm dân tình choáng váng vì đồ giàu có của gia đình, cô nàng còn sở hữu vóc dáng xinh không đối thủ. Dù rằng không lên sóng 24/7, nhưng mỗi lần xuất hiện, Tiên Nguyễn đều có cách để khiến dân mạng phải trầm trồ với nhan sắc rạng rỡ, thân hình nóng bỏng của mình. Tiên Nguyễn, hay còn được gọi là Thảo Tiên, sinh năm 1996, là con gái của ông trùm hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Đồng thời, cô cũng là em chồng của diễn viên Ngọc Nữ Tăng Thanh Hà. Cô nàng được cả cộng đồng mạng biết đến với một cuộc sống xa hoa, đẳng cấp khiến vạn người mơ ước. Là con gái của vua hàng hiệu, nên không khó để bắt gặp hình ảnh Tiên Nguyễn sở hữu cuộc sống đáng mơ ước, đi du lịch ở nhiều nơi sang chảnh trên thế giới. Cô nàng nổi tiếng với thần thái chuẩn ái nữ nhà hào môn, đặc biệt là luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, dát đồ hiệu từ trên xuống dưới. Sở hữu nhan sắc cuốn hút, làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách thời trang cực tinh tế, nổi tiếng chịu chi cho các bộ cánh đắt đỏ, Tiên Nguyễn nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ yêu thích. Tiên Nguyễn cũng thường tham dự các chương trình thời trang lớn trong và ngoài nước, là khách mời của các tuần lễ thời trang danh tiếng. Ở tuổi 26, Tiên Nguyễn có trong tay tất cả, từ danh tiếng, tiền bạc và cuộc sống sang chảnh bậc nhất khiến mọi cô gái đều ao ước, ước ao để có được. Và bật mí với các bạn rằng, Rich Kids này còn chính là bạn thân của Á hậu 1 Thảo Nhi Lê nữa đấy. Hai cô nàng vừa xinh đẹp, vừa giàu có, giỏi giang chơi với nhau thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa. Gà tổ hết mức các bạn ạ. Đúng là bạn thân nhà người ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Tiểu thư lâu đài trắng, Chloe Nguyễn. Nếu như các bạn hỏi về một nàng công chúa ở ngoài đời thực, top 1 chúng mình sẽ không ngần ngại mà gọi tên Chloe Nguyễn đâu. Chloe Nguyễn là beauty blogger nổi tiếng trong giới trẻ bởi ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào. Không chỉ có vậy, cô nàng còn có xuất thân Trâm Anh Thế Phiệt chính hiệu. Cô là con gái của danh nhân Nguyễn Cao Chí, ông trùm kinh doanh có tiếng ở Sài Gòn. Sở hữu tập đoàn Capella Holdings, một đại gia có tiếng về giàu có. Không chỉ xinh đẹp, gia thế khủng mà beauty blogger Việt này còn có học vấn và công việc cá nhân đáng ngưỡng mộ. Cô từng lọt vào top 4 nhân vật quyền lực nhất trên mạng xã hội ở lĩnh vực beauty, trong khuôn khổ giải thưởng Influence Asia 2017. Chloe Nguyễn được mọi người yêu ái gọi tên với nickname Tiểu thư lâu đài trắng, bởi vì gia đình cô kinh doanh bất động sản có tiếng đất Sài Thành và sở hữu một tòa lâu đài vô cùng hoành tráng tại quận 7 mang tên Chloe Gallery. Con người này trước đây từng thuộc về doanh nhân Khải Siêu và được đầu tư tận 30 triệu đô để xây dựng, sau đó được nhà Chloe đứng tên lại. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, dù xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng chính hiệu, nhưng Chloe Nguyễn cho biết gần như hoàn toàn không nhận trợ cấp hay hậu thuẫn nào từ gia đình. Tuy ít chia sẻ về cơ ngơi bề thế của gia đình mình, nhưng chỉ cần nhìn những hình ảnh trên cũng đủ hiểu công chúa trong lâu đài ngoài đời thực chỉ có Chloe Nguyễn chứ không ai khác. Ngọc Thanh Tâm. Dù có bàn tán nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì cuộc sống của hội con nhà giàu Việt Nam vẫn là đề tài khiến cho cư dân mạng quan tâm sát sao. Ngọc Thanh Tâm là một trong số đó. Được biết, Ngọc Thanh Tâm là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng, chủ tịch hội đồng quản trị Hải Vương Group. Vì vậy, cô nàng không chỉ là Rich Kids trong showbiz, mà còn thường xuyên được dân mạng chỉ mặt đặt tên. Đương nhiên, hội hóng hớt đã dành rất nhiều sự thắc mắc cho độ giàu có và sự chịu chi trong những hình ảnh sang chảnh của cô nàng trên trang cá nhân. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Ngọc Thanh Tâm đã tốt nghiệp Đại học Quốc tế Romit, ngôi trường vốn được mệnh danh là dành cho con nhà giàu. Chưa tính đến khối tài sản đồ sộ của gia đình, ai nữ đại gia thủy sản đang sở hữu một căn nhà rộng 650m², được gộp từ 6 căn chung cư cùng mặt nền trong khu nhà giàu ở quận 7. Căn siêu chung cư được chia thành 2 phần cho Ngọc Thanh Tâm và mẹ chung sống. So với các Rich Kids khác, chiếc xe Volkswagen Beetle mà Ngọc Thanh Tâm sở hữu có phần khiêm tốn hơn, với giá rơi vào khoảng 2 tỷ đồng khi nhập về Việt Nam. Tuy nhiên, chiếc xe màu hồng của cô nàng lại đặc biệt hơn rất nhiều. Cụ thể, ở thời điểm ai nữ này mua xe, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn duy nhất một chiếc mu trần. Và vốn dĩ chiếc xe này có màu nâu, nhưng cô nàng đã nhập đề can màu hồng cùng rất nhiều phụ kiện khác từ Mỹ để chiều theo đúng sở thích của mình. Nhắc đến Ngọc Thanh Tâm, nhiều người sẽ nhớ ngay đến đam mê túi hiệu của cô nàng. Trên kênh YouTube của mình, thi thoảng cô nàng lại đăng clip đập hộp hàng hiệu có tổng trị giá đến hàng tỷ đồng.
Chẳng hạn như trong video hồi tháng 4 năm nay, cô nàng chia sẻ rằng đã gần như mua cùng lúc hai chiếc túi Hermes Kylie size 25 và Hermes Birkin size 30. Ngọc Thành Tâm tiết lộ đã tậu chúng với giá lần lượt là 22.000 USD, khoảng 550 triệu đồng và 17.200 USD, khoảng 394 triệu đồng. Hay trong một video khác, Ricky này lại cho biết mình mới sắm một chiếc Hermes khác có giá 19.800 USD, khoảng 456 triệu đồng. Dù đánh giá là đắt so với mặt bằng chung, tuy nhiên chỉ cần cô thích là được. Ngoài ra thì Ngọc Thành Tâm cũng là chủ nhân của những pha mua sắm khó đỡ như chiếc quần đùi giá 47 triệu hay một loại đồ buộc tóc bao gồm chiếc đũa và miếng da có giá gần 8 triệu đồng. Kể sương sương như vậy thôi là cũng đủ hiểu tài sản của ai nữ nhà đại gia thủy sản khủng đến cỡ nào rồi phải không? Theo thông tin mà Top 1 chúng mình thám thính được thì hiện tại Ngọc Thành Tâm vẫn đang còn độc toàn thân nhé. Anh em nào muốn tranh chức trạn vương thì nhanh tay nộp CV ứng tuyển nhé. Chị em sinh đôi của Linh Ly, Trần Khánh Vân. Chị em sinh đôi của Linh Ly hay người đẹp chuyển giới, nghe thấy những cụm từ này mọi người sẽ nghĩ đến nhân vật nào? Vâng, chính là beauty blogger Khánh Vân Trần. Tuy nhiên, một điều mà ít ai biết được rằng cô nàng vốn dĩ được sinh ra trong một gia hảo, có thể gọi là rich kid ngầm. Khánh Vân Trần hiếm khi nhắc nhiều về thương hiệu của gia đình mình, chuỗi bánh mì biết nói Bread Talk Việt Nam. Dành cho những ai còn mơ hồ về thương hiệu Bread Talk thì đây là một chuỗi bánh mì nhượng quyền từ Singapore đã được 10 năm tuổi ở Việt Nam rồi. Cô nàng chính thức bước vào cuộc phẫu thuật chuyển giới tại một bệnh viện dành cho rich kid ở Thái Lan với chi phí lên tới 800 triệu đồng. Khán giả theo dõi cô nàng chỉ biết cô là một rich kid và có một cuộc sống sang chảnh với loạt clip du lịch check-in ở những resort 5 sao. Lâu lâu, nàng rich kid còn show cả bộ sưu tập đồ hiệu của mình khiến dân tình trầm trồ nữa. Với số lượng túi đến từ thương hiệu Chanel áp đảo các thương hiệu khác, cô nàng không ngần ngại gọi mình là Chanel Girl. Hiện nay thì Khánh Vân Trần đang sở hữu một kênh YouTube chia sẻ video dạy make up, lúc lại làm vlog đời thường tạo năng lượng, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng LGBT. Trinh Hoàng. Nhắc đến hội con nhà giàu Việt Nam không thể không nhắc tới Trinh Hoàng. Xuất thân trong gia đình kinh doanh có tiếng ở Hà Nội, cuộc sống của Trinh Hoàng là niềm ao ước của mọi cô gái. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm, hiện đại, gây ấn tượng cho người xem bởi sự cuốn hút đến từ chính thần thái tiểu thư vương giả. Vào Instagram cá nhân của Trinh Hoàng, những chuyến du lịch ở khách sạn hạng sang, những món đồ hàng hiệu xịn đét hay chỉ đơn giản là body của cô ấy thôi cũng đủ để cộng đồng mạng phải mê chê kéo dài. Những lần đi mua sắm, du lịch đối với Trinh Hoàng diễn ra thường xuyên. Nàng rich kid không tiếc tiền khi lần nào cũng xách về cả đống đồ từ các thương hiệu cao cấp trên thế giới như là Dior, Hermes. Thậm chí, Trinh Hoàng có thể mua vài mẫu giày dép, túi sách chỉ khác màu sắc để phối hợp với trang phục cho tông xuyệt tông. Dân tình từng choáng váng khi thấy Trinh Hoàng đăng story khoe vừa mua một lượt cả chục bé Chanel. Đơn giản như người ta mua túi 150, 170 ngoài chợ vậy. Tuy nhiên, đã đam mê thì không gì ngăn cản được. Đã mua là phải mua bỏ xỉ bỏ lố như thế này, dù nó có là đồ hiệu đi chăng nữa. Không chỉ giỏi shopping, cô nàng còn đi du lịch như đi chợ. Cứ 3 đến 4 tháng, Trinh Hoàng lại đi du lịch ở một đất nước mới, khiến cư dân mạng bao phen trầm trồ, suýt xoa. Trinh Hoàng không chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền. Sinh ra là tiểu thư con nhà giàu, nhưng cô sống rất độc lập, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành kinh doanh tại Viện Công nghệ New York, Mỹ. Cô nàng có hẳn cơ ngơi riêng, cửa hàng trà sữa mang thương hiệu riêng tại Los Angeles và kinh doanh thời trang ở Việt Nam. Phụ nữ hiện đại là phải biết tiêu tiền giỏi, nhưng kiếm tiền cũng phải giỏi nhé. Chị em nhớ học tập Trinh Hoàng để có hướng phấn đấu nhé. Joy Phạm. Nhắc đến hội cô chiêu đình đám của hội siêu giàu Việt Nam, không thể không nhắc tới cái tên Joy Phạm. Là con gái của vị đại gia nước tiếng, Joy Phạm cũng có một căn nhà riêng không kém gì của bố. Hai vợ chồng trẻ có dịp khoe tư gia tiền tỷ với những góc nhà sang chảnh được trang trí đơn giản nhưng nội thất lại toàn hàng xịn. Không chỉ sở hữu nội thất đắt tiền mà khắp nơi trong nhà của Joy Phạm đều trưng bày những con búp bê, bia brick đủ kích cỡ. Đây là món đồ chơi mà thuộc hàng xa xỉ bậc nhất và chỉ dành cho những người siêu giàu mới có đam mê thú chơi đặc biệt này. Mức giá cho thú chơi con nhà siêu giàu dao động từ vài chục đến vài trăm triệu. Bên cạnh đó, hai vợ chồng còn dành hẳn một không gian riêng để chất đầy những món đồ hiệu đắt đỏ như giày dép, túi sách và quần áo. Không chỉ sắm riêng cho hai vợ chồng, quý tử của cặp đôi cũng được cha mẹ tậu cho không ít hàng hiệu. Ở tuổi 22, ai nữ nhà đại gia Minh Nhựa đã là mẹ hai con, nhưng nhan sắc của cô nàng thì không thể đùa được đâu. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bên chồng đẹp, con ngoan, cùng khối tài sản cách xù. Ôi, chúng ta đâu cần phải mơ gì hơn thế nữa đúng không nào? Ông Thoại Liên. Người ta thường biết nhiều đến cái tên ông Cao Thắng, nhưng ít ai biết được rằng nam ca sĩ này còn có một cô em gái rich kid nổi tiếng về độ sành điệu và giàu có. Nhờ
nhân vật mà top 1 chúng mình muốn nhắc tới đó chính là ông Thoại Liên, đương kim tiểu thư của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng, công ty chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa chỉ dùng một lần, đồng thời là em gái của nam ca sĩ ông Cao Thắng. Không chọn nghệ thuật như anh trai, ông Thoại Liên theo đuổi sự nghiệp học hành ở Sydney và quyết định định cư tại Australia. Hiện cô có công việc ổn định, sống kín tiếng nhưng luôn thể hiện sự sành điệu, quý tộc của bản thân. Là tiểu thư con nhà giàu, nhưng ông Thoại Liên mang nét sang nhưng gần gũi, đẹp nhưng không kiêu. Cô không phô bày những thứ vật chất giá trị bên ngoài một cách phô trương cho người khác thấy. Đó chính là điểm thu hút nhiều sự yêu thích dành cho cô. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta vừa cùng nhau khám phá dàn ái nữ Rikki tài sắc vẹn toàn của đại gia Việt Nam. Không như bông hoa dầm bụt, có đỏ mà không có thơm. Những bông hoa mà top 1 chúng mình vừa nhắc tới trên đây không chỉ xinh đẹp, giàu có mà vô cùng tài giỏi nữa. Không biết anh em ngồi đây cảm thấy ấn tượng nhất với gương mặt nào? Hãy comment một cái tên xuống dưới phần bình luận để cho mọi người cùng biết nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách ấn vào nút like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!